mùa nước nổi ở miền Tây cũng là mùa cá linh lại về. Cá linh chế biến thành nhiều món ăn ngon, trong đó phải kể đến mắm cá linh, loại mắm trứ danh của vùng sông nước. Hành trình hương vị vào lúc 19:40 Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Đầu bếp Khánh Phước, MC Quang Huy sẽ giới thiệu những món ăn hấp dẫn từ mắm cá linh đến quý khán giả và vị khách mời đặc biệt. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé!